sau đây là cuộc thi đấu giữa bóng chuyền và bóng đá. Ok. Xin chào các bạn. Mình là Đỗ Kim Phúc, còn đây là gì mình chưa biết tên. Em tên là gì? Em tên là Ngân. Ngân à? Em cao mét bao nhiêu? Em cao mét 76. 6 à? Thật thấp này nhé. Anh cao mét 7, em cao nhà em thôi rồi. Em tháo giày ra. Ok, vui thôi. Bây giờ kia bấm cái lưới ở xa kia. Bây giờ mình cả bạn Ngân sẽ thi với nhau. Bạn thì sẽ dùng tay, mình dùng chân. Và ai đá vào trước sẽ là người thắng, đúng không? Ok. Chơi đi. Nó rất là đi được quá xa, rất là khó. Ui, tưởng phát hẳn luôn. Chơi đi. Chơi đi. Chưa gì đã run rồi. Ui. Anh Phúc đã ghét đá xong đứng đấy luôn, nhặt bóng luôn. Thút đi nào. Ui giời ơi. Búng tay. Đúng rồi, đây lượt. Đây. Finish. Mời. Chơi đi. Rồi, có lẽ run rồi. Run rồi. Chui hàng. Chơi đi. Thôi được rồi, chơi đi. Không thuộc đâu, bởi vì chắc chắn là thua rồi. Ui giời ơi. Bụng tay. Đen thôi, đỏ quên đi. Không, đây là chuyện của chúng ta, đây là chuyện của hai ta. Ok, không sao, hôm nay rất là vui. Chơi mà bạn đóng chuyền thì bạn đến lợi thế, mình là chắc chắn thôi các bạn, đúng không? Búng đi. Đúng rồi, gì nữa. Em đánh tay trước này. Búng đi. Búng tay đi. Tay to này búng đau lắm. Thôi, ý kiến làm gì. Búng đi. Tay to này búng đau lắm, bạn đến hay đánh. Ui, thôi đừng. Sao đánh tay đi. Cái tay là gì? Thôi không. Đánh bục tay đi. Bục tay thôi. Mỗi tay một cái. Ao. Bục trượt rồi. Bục trượt. Đau. Đau quá. Mẹ ơi con đau quá. Quay ra. Đúng rồi. Chưa được. Bị trượt. 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 Em thấy trượt. Em rồi. Mất này. Mất này nhá. Phải 3 lần. Mất lần được chơi nào không? Ao. Đau quá. Thôi bye bye các bạn. Đau quá các bạn ơi. Đen quá.